2 đi. Tại vì mấy hôm nay em về không hôm qua đấy à. Đây, đây nó có đắt không? Đắt. Đấy, để vào đây anh ơi. Sang đây này như người Hàn này chứ. Không lên nhanh thế nhỉ? Hơi cân sai. Tại vì anh... Và đây là cá vừa mới mua. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay bên Hàn Quốc thời tiết mưa cả ngày luôn mọi người ơi. Bây giờ mình đang ở bệnh viện này cho anh Định và anh Quý này đi khám ma túy. Ở bên miền Nam đã khám rồi xong sang Hà lại khám tiếp. Rất là nhiều thủ tục luôn. May mà mình không có đi làm gì ấy, để dẫn hai anh ấy đi. Bây giờ xong hết rồi, thời tiết mưa quá thì mình bảo hai anh đợi ngoài kia xong mình đi xe ra ngoài đấy. Bệnh viện cũng đông và nhiều người Việt lắm, toán người sang đây làm thời vụ ấy. Mọi người thời vụ là phải có người nhà ở bên Hàn Quốc thì mới bảo lãnh được nha. Chứ đừng nghe ở trên mạng lừa đảo rất là nhiều ấy. Nhiều chị không biết cứ bảo nó cọc bao nhiêu là mất tiền oan. Có phải con gái này không? Loại bé không có đâu. Đấy, ăn mấy củ lấy củ đấy. Có nghìn mấy rồi cái này rẻ, mua nhiều cũng được. Nhưng mà sợ nó hỏng. Lấy một củ thôi em sợ nó ấy, hay hai củ đi anh ơi. Hai đi. Tại vì mấy hôm nay em về không hôm qua này đấy à. Không đâu, không hỏng đâu. Cho tôi bóng thế, cho tôi bóng. Bóng đây à? Vâng. Đây là măng co hả? Măng quấn. Quấn tách á. Bây giờ là mình đưa anh Định với anh Quý vào siêu thị mua ít thịt cá với lại rau để ăn trong mấy hôm sắp tới ấy. Đấy. Cái này em vẫn làm kim chi đó à? Ừ, thế thôi không lấy cái nhỏ. Ừ đúng rồi, nó có lá rồi thôi. Phải để vào cái xe đằng vừa nãy của mình lấy. Bắp cải không được tươi mấy nhỉ? Cô lấy củ hành không? Đắp, cá chua đắp. Cá chua với chanh luôn. Cái đấy là, đấy để vào đây anh ơi. Vì là chỗ ở vẫn chưa có tủ lạnh cho nên là chắc hôm nay chỉ mua cá thôi. Còn thịt thì phải mấy hôm sau mới mua được. Chứ để cùng một lúc sợ nó thiêu mọi người. Đang đợi tủ lạnh mà mãi chưa thấy về. Ông chủ bảo chắc phải mấy hôm nữa tại vì người ta đặt ở trên mạng ấy. Đấy, Hàn Quốc hay ăn cá này nè. Cá gì em không biết. Cái này thôi. Để em hỏi xem nó có bán một con một. Chứ ba con nhiều quá để hỏng chết nhỉ. Cá con thì mà ăn nếu mà ăn cố thì hai bữa. Sẵn rồi. Cái này các khác. Cái này thôi. Cái này nên là sau một lúc thì đã mua được 3 loại, chủ yếu là rau. Người Việt Nam mình sang đây thì ai cũng thích ăn rau, kiểu ở bên Việt Nam ăn quen rồi ấy. Còn bên Hàn Quốc thì chỉ cần kim chi là người ta đã ăn được cơm rồi. Mãng cầu cũng có mà cái gì cũng đắt. Khổ qua, à đâu cái này là thanh long à. Gần 6.000 won hai quả mà cái loại này nó nhạt lắm, cũng là của Việt Nam ấy nhưng mà mình không hiểu sao ăn nó không có được ngọt đâu. Trái cây các thứ nhập khẩu mua tốn tiền ấy. Kể cả sầu riêng cũng thế, cực kỳ đắt nhưng mà nhiều khi mua về nó không ngon, tiếc tiền vô cùng. Xoài thì là của Việt Nam thì là ít lắm, hầu như là của Philippines, Thái Lan. Còn cái xoài đỏ đỏ thì nó nhập từ tận Peru các thứ cơ. Hai anh ấy mà thích dâu tây thì mình đã một hộp nhưng mà lần trước ăn ở nhà mình anh ấy bảo hơi chua mấy, để kiểu như là giờ nó đang cuối mùa nó không được ngon mấy. Thực ra trước khi vào siêu thị là mình có bảo hai anh ấy đi ra ngoài ăn, ra nhà hàng ăn cho nó tiện ấy. Thế nhưng mà hai anh ấy cứ kiểu như là sợ gì ngoan tốn tiền hay sao ấy, bảo là về nhà ăn. Thế là thấy có món cá kho thế là mình cũng theo về nhà luôn. Tiếp giờ nó cũng tạnh mưa rồi đó. Hai anh ấy có đồ cho nên là mang lên trước xong mình đậu xe đi sau. Anh Định ở đây mấy hôm rồi không biết ở dưới tầng 1 khi nào có bà chủ ở. Hôm nọ hỏi mình là bà ấy ở đâu mà anh ngay tầng dưới kiểu người thấy yên tĩnh ấy. Mưa mà không oi tí nào luôn. Anh Định mà sáng nay đã cắm cơm rồi đó. Rồi bây giờ vào nhà anh Định với anh Quý đang chuẩn bị nấu cơm. Xin chào mọi người nhá. Anh Định nấu cơm mà đúng chuẩn nhỉ. Anh Quý biết nấu cơm à? Thức ăn đấy kìa. À thế à. Anh Định nấu giỏi nhỉ. Nhà anh nấu cơm. Anh mình ngủ này lên cân vô chết. Chứ cho bảo lên sao lại lên nhanh đã lên 1 cân rồi kìa. Vừa nãy đi khám sức khỏe với anh Quý là 5 năm. 56, anh Định là 49,4 gọi là 50 cho tròn. Xem là đến lúc về có hao hụt như tí nào. Họ siêu thị mua cá bây giờ. Thế em sao đắt tăng rồi? Vớ vẩn sang đây này như người Hàn này chứ. Không
không lên nhanh thế nhỉ, hay cân sai? Tại vì anh không có không, lao động ấy, mình không làm ấy. Cân không sai. Cân đấy nó chính xác đấy. Mua bó củ cải về. Anh ơi, cái này rửa sạch đĩnh được, cái vỏ mình ăn được mà. Đồ quá. Mới sang có 2 ngày lên cân. Vớ vẩn họp với Hàn Quốc. Gừng mang từ Việt Nam sang đây. Anh mang tỏi sang ấy ạ? Rồi ạ. Mấy củ. Thế á. Em tưởng mấy cái này nó mắc nhưng không mắc nhỉ. Cái này làm món gì anh? Anh kho cá. Kho cá. Củ cải luộc. Củ cải luộc rau muống nấu canh. Cái rau này làm món gì đây? Cái đấy mình bảo cho luôn rất là nấu canh. Ờ, thế được. Củ cải đâu có 4 củ này thôi anh, một bó đấy á. Trong à, ừ em. Ừ. Cái này cho vào kho cá ngon này. Đấy cho kho cá. Có loại củ cải to cơ nhưng mà thấy bảo cái củ này nó giống Việt Nam ấy, anh mua cái này. Chứ cái củ to đấy trông dã man. Chứ nó to phải bằng cái bắp đùi. Và đây là cá vừa mới mua. Cá này bên Việt Nam gọi là lá lục hoa anh. Cá lục hoa. Cá chấm, cá mè, cá chép siêu thị không bán anh ạ. Cái bắp thôi không mua đâu nhỉ? Cái đấy phải mua ở trên mạng cơ. Hoặc là hình như là anh Phương gửi tới bên Việt Nam sang hay sao ấy. Ừ, em ra chợ em không thấy mấy ít lắm, thỉnh thoảng thôi, cái chỗ nào có người Việt Nam chắc người ta bán một tí. Bữa nay ông chủ gọi điện bảo là thứ tư này là mới có tủ lạnh mới, cho nên là trước lúc có tủ lạnh thì là mình ăn tan ăn. 4 giờ ông hẹn là cả có đánh đi gì? Bây giờ là ông hẹn 7:30 rồi. À, 7:30 rồi. Vâng, kiểu đi làm ấy, bữa nay em gọi điện ông bảo là 7:30, hôm nay là sẽ ở đây ăn trực. Mùi cá thơm ấy. Còn chỗ này là ít giấy tờ mình đã ghi xong rồi, để 1-2 hôm nữa là làm chứng minh thư người nước ngoài nữa cơ. Hôm nay đến cái chỗ gặp chị người nhân viên người Việt Nam ấy, chị ấy tận tình lắm. Đây chị cho nguyên mình một cái bảng như này, để khi mà mình làm ngày nào thì là mình ghi vào ngày đấy mấy giờ mấy tiếng ấy, để tính lương cho nó dễ đấy. Trừ để tránh cái trường hợp là ông chủ người ta gian lận mọi người. Rất là cẩn thận luôn. Lần trước chị Nguyệt hình như là mình phải tự ghi, lần này chị lại in cho nguyên một cái bảng như này. Rất là tận tình giúp đỡ luôn. Đang ngồi viết cái giấy tờ mà ngửi cái mùi thơm, quá là thơm luôn. Wow. Xong rồi rắc tương ớt lên trên, có cả chay nữa. Ngon. Cái này mà anh không cho, anh sao anh không cho ít củ cải vào phải ngon không? À, củ cải bên dưới à? Đứng dân nấu ăn hơi sành. Đấy, hôm qua mình mua cái nồi này nấu ấy. Ok chưa? Rất là mỏng. Lá cải đây anh, lá củ cải đây à? Ừ. Em có sợ nắng chẳng bao giờ ăn gì cả. Làm kim... ngâm ngâm đúng không? Nhưng mà cái này ngon này, thơm lắm. Mắm, mang được cái mắm lên Việt Nam sang. Hôm nay vớ bẩn mình được ăn trực bữa ngon. Hôm qua lại mua ở trên trang mạng cũ được một cái nồi công điện có 20.000. Tính ra chưa đến 400.000 tiền Việt. Thế là thành ra hai cái này thì là nhận miễn phí. Thế là anh định bảo là hay là để cái nồi này ở đây nấu, còn cái nồi kia là mang cho chị Ngân. Tại vì mấy hôm nữa mình về thì nó cũng nhẹ, chắc là tầm 3 cân thôi. Cái nhà đến người ta chuyển nhà xong thì người ta bán rẻ, mình may mua được. Cơm, anh ơi, cơm gạo dẻo nhỉ. Cơm gạo dẻo ngon lắm. 30 phút là đã được nồi cơm. Cái này có khả năng là xịn hơn. Chưa. Ủa nhưng mà cá thơm lắm. Cá này cá tươi ngon. Cái chay, có chay không anh? Đấy. Thế à? Nhưng hơi cay. Ừ. Này em bỏ bào hỏi ít thêm. Ngon nhỉ. Củ cái mềm gì nữa. Nó lại bé bé thế nữa. Đồ ở nhà. Anh Quý bảo cơm hai nồi ăn nhiều không? Ok không? Em á? Không. Nhưng mà em ăn ít. Ít thì Ngân thì thế, nó chỉ nuôi. Canh, cá kho. Ăn này mới tốn cơm ấy. Thôi em mời mọi người ăn cơm với gia đình em nhá. Rồi hai anh ăn đi. Em mời mọi người. Bạn thừa. Ăn dành được bữa cơm ngon. Về nhà đỡ phải nấu.
có tí rau muống chia thành hai bữa. Thì mà cái đoạn đuôi nó ít xương nhỏ. Thì cái này bổ sung. Cơ. Vâng. Lấy tí cho nó đậm không? Thì nước đậm, nước đậm. Củ cải ngon lắm anh em, ừ. Nó mềm. Cái loại bé của nó là nó nhanh mềm kìa. Một cái khó này ngon này. Nhà em mua cái cá này rán lên chiên luôn. Ừ, cá này thường thường nó rán. Ừ, rán. Nó khó này ăn đậm đà hơn. Thì ăn nó vẫn ngon. Mà không tay mấy nhỉ? Ừ. Chính dù hai anh ra ngoài nhà hàng ăn nhưng mà bảo là tắm cơm rồi thì về nhà. Em ăn nó có giống cái cá lục miền Trung mình ăn nhỉ? Đấy, cái dạng cá lục không làm. Đúng thế à? Cái cá thu anh bảo cá gì? Cá thu nó to, nó khác. Cá thu bảo để ăn ăn đấy, đấy, ăn sống nhá. Đúng rồi đấy. À. Nó dạng gọi là cá ngừ chứ đâu có cá thu được đấy. Cá đấy siêu thị cũng sao có. Ừ. Ừ. Cá đấy về Hàn Quốc chỉ những cái nhà hàng đắt tiền ấy, người ta ăn sống. Ừ. Đúng rồi, nó ăn sashimi. Ừ. Em hoàn được đấy. Cá nó tươi ăn rất ngọt. Ừ. Anh định đơm này, bảo sao 4 bát là đúng có tí này. Anh đơm nó gì, anh đơm ít đi. À. Em ăn canh mấy đâu? Ừ, đúng không? Nước canh. Ăn cơm xong ngủ rất chiều. Cả tiết em mưa mưa. Hôm nào đi làm vậy em? Con cái này ra cửa đấy. Con cá ngon thật đấy. Còn cái mắm của Việt Nam thì nó không, cái vị nó khác hẳn. Hôm qua em có mang muối đấy không nhỉ? Có. Ừ. Muối của muối to đấy. Quý nhớ Thảo chưa? Hả? Nhớ Thảo nhỉ? Vinh nó nhớ. Vinh nó còn nhớ nữa. Vinh điện là nhớ bố. Không, ở Vinh đang nói là nhớ Thảo. À. Hồi xưa. Ừ, ai Thảo về là nhớ. Không, Vinh quý Thảo. Không ngon thật đấy. Một con hai lát. Ừ, có nhiều. Nhưng mà ở bên kho cá không cho nước mấy em. Có chứ, phải cho kho mấy tiếng. Ừ, thế mới ngon. Kho mấy tiếng mới ngon. Ừ, cái xương nó nhiều rồi anh. Nhân bố gà đâu có nhiều mà. Chú gà. Ừ. Kho ở đâu, ở đâu là linh đâu. Ừ. Chị Nguyên đâu ngon, chị Nguyên thì không ngon. Chị Nguyên nấu cơm Nguyên ngon. Nguyên nấu cơm ngon, Ngân thì nấu cơm không. Ngân với em không nấu. Chị Nga nấu cũng không ngon nè. Ừ, không bằng có Nguyên nữa. Xem cái video chị Nga gấp cổ áo cho anh Quý mà còn cười. Cuộn như đúng rồi. Con bé nó mình đoạn ở chỗ Ngân nè. Nhà hai ông đấy làm gì nghèo lắm mà phải đi sang đấy. Ông Quý nhà thiếu gì việc còn sang đấy. Ờ, anh Quý đi sang đây cái máy này làm sao? Để nhà. Để nhà. Không cho người ta thuê em được nhỉ? Nhiều người kinh tế nó khá giả, dễ làm ăn thì người ta cũng chẳng cần sang. Đúng rồi. Đi một mình ở quê là... Anh định đi xây ngày bao nhiêu tiền nhỉ? Anh xây ngày được 450. 450 không ạ? Thế là một tháng cái làm khoảng độ hơn 2 công thì 10 triệu. Ừ. Nhưng mà vất vả nhỉ? Ừ, vất vả. Chứ mùa nắng. Mùa này thì mồ hôi nó cứ chảy xuống đến dài.
sang được bên này thì vẫn hơn mấy tháng được. Nó vẫn hơn. Làm một nửa năm bằng làm cả năm. Đấy. Thế ở nhà mình hay kiểu đám giá 10 đó. Ừ, đám nhiều. Một cái đám mình đến này. Làm một ngày công mình đi cái đám hết nhỉ. Ừ, đúng rồi. Bên này nó đi học môn nhỉ? 9 giờ vào học ạ. Học sinh tiểu học 9 giờ. Cấp 2 thì 8 rưỡi vào. Cấp củ cải là ngon thật đấy. Đậm. Ngại viện mang chay không nhé? Chán có. Ừ. Lần sau ấy không lâu không về. Ờ đâu về cứ mãn rồi. Tại vì cái đây mình để quán trong tủ đá được không? Anh bữa lần phải gần chục năm nay. Lần đầu tiên bữa hôm qua là tối qua không bia, ăn báo cừ. Đấy. Hôm nào về anh uống bia nó ngang dạ. Ngoài trong đây có ví dụ canh mồng tơi ở đây chắc không được ăn đúng không? Ừ, em cũng ăn mấy. Rau nó cũng bán mà. Nó không có hả? Ừ. Đến mùa nó bán nhiều mà em không biết nấu mấy thì em chẳng. Mà kiểu có mỗi mình ăn ấy. Nấu hết thôi là mỗi mình ăn buồn chẳng nấu. Trời ơi, ăn này tăng cân mới biết. Ăn tăng mấy nó đi làm để gầy đi. Anh biết em lên 1 cân thôi nha. Đây có 2 miếng cá khô to. Cả nhà em á? Ừ, bằng tầm bằng bàn tay á. À thế để coi một nắng cho Ngân mua để đấy. Cái đấy phải để cho một lại này. Ừ, cá thu một nắng. Mua nhà không? Cá gì cái này mình thấy ngoài đấy đây. Cá còn lại đi siêu thị rồi. Cá đấy ở nhà ăn đó. Chị Nga bảo là mua cho anh ít cá ruội, cá lần trước mẹ chồng em biếu ấy. Cá ruội đây này. Ừ, nhớ. Thế là ba anh em đã ăn xong bữa cơm ngon miệng, mình ăn 2 bát. Anh em thế là quyết định mang cho bà Ngân cái nồi nào? Thôi nó nãy nữa. Nồi này gì? Để ấy cơm hết chưa? Hết rồi. À thì anh tí rửa cái nồi lên cho em. Tí anh rửa nồi. Mang cái nồi này về thì nó nhẹ hơn. Bé hơn. Ừ. Thế à? Chắc tầm 3 cân nhỉ? Ừ, nồi này hai đứa con nó cắm bò. Ừ, thế là được. Tại nhìn nồi đẹp này mà người ta không bán, người ta cho mình nhỉ? Ừ. Xong em cảm ơn người ta, em biếu người ta một gói cà phê đấy, một hộp cà phê đó. Hôm nay về giờ bán có khi tiền triệu, bán mấy triệu ấy. Yếu đồ còn mấy triệu, cũ ấy. Có đặt trước ấy, chạy ngâm mua cho rồi vào thằng thị trấn. Mới mua được cái cô to ấy, 7 triệu mấy đấy. Đấy ạ? Ừ. 7 triệu mấy chắc là tiền vận chuyển về Việt Nam mình thì nó đắt. Rồi thế thôi, mình dừng video tại đây nhé. Hẹn là tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.